Ở đời, có ba loại tâm tính nếu không biết kiềm chế sẽ khiến bạn rước phải đại họa, khổ muôn đời. Tướng do tâm sinh, nếu bạn nuôi dưỡng những loại tâm tính này, cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ tươi sáng được. Tâm tính là tính nét riêng của mỗi người và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của chúng ta. Người ta thường nói, tướng do tâm sinh, vận mệnh con người thay đổi tốt lên chính là nhờ vào sự thay đổi của tâm thái. Nếu bạn nuôi dưỡng những tâm tính không tốt, con người bạn sẽ dễ bị cái xấu lôi kéo, dễ trở nên mù quáng hình thành nên những ý nghĩ sai lệch và hành động không đúng đắn. Chính vì vậy, ai ai trong chúng ta cũng nên biết kiểm soát tâm tính của bản thân, phát huy những cái tốt và tìm ra điểm dừng. Giới hạn của những cái xấu Dưới đây là ba loại tâm tính nếu không biết kiềm chế sẽ khiến bạn rước họa vào thân. một Kiêu ngạo Ngạo mạn là một trở ngại rất lớn đối với con người mà nguồn cơn đến từ sự so bì, phân biệt. Bắt đầu từ việc so sánh bản thân với người khác đã tạo nên sự ngạo mạn trong nội tâm mỗi người những người có tính kiêu ngạo đi đến đâu cũng muốn được người khác công nhận và tán thưởng họ phớt lờ thành quả hay nỗ lực của người khác không muốn tiếp thu ý kiến của người khác mà chỉ tập trung vào bản thân và lại càng không thể chấp nhận chuyện người khác mạnh hơn giỏi hơn mình có câu kiêu ngạo tự mãn là một trong những cái bẫy đáng sợ nhất của con người hơn nữa cái bẫy này còn do chính chúng ta tạo nên những người kiêu ngạo luôn không nhìn thấy khuyết điểm của bản thân vì thế nên bỏ qua cơ hội được hoàn thiện chính mình Hầu hết, người kiêu ngạo thường rơi vào cái bẫy tự hủy hoại mình mà không hay, cho tới khi thất bại thảm hại rồi họ mới chợt tình ngộ, nhưng lúc đấy mọi chuyện đã quá muộn. Làm người, nhiều lúc chúng ta cần phải đặt cái tôi của mình xuống để nhìn nhận mọi thứ ở góc độ đa chiều. Có như vậy, chúng ta mới tiết chế được tính kiêu ngạo của mình. 2. Tham lam Người xưa từng nói, lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu trụi cả thảo nguyên, dục vọng tựa như nước. Nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ. Thực thế, con người chạy theo chữ lợi vốn không sai, nhưng nếu quá tham lam thì lại đang tự hại chính mình. Lòng tham của con người là một tai họa, nếu không cẩn thận sẽ bị thân bại danh liệt, tài sản tiêu tán. Sống ở đời, càng tham lam, càng dễ đánh mất chính mình, điều này sẽ khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí đi đến đường cùng. Không thể quay đầu lại, có câu người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Vốn dĩ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sinh không tự đến, chết cũng chẳng mang đi được. Làm người không nên tham lam những thứ không thuộc về mình. Thế giới này vốn dĩ công bằng, bạn lấy được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Vì vậy, đừng để bản thân rơi vào cái bẫy của sự tham lam rồi bị nó nhấn chìm, vĩnh viễn không tìm ra lối thoát. Tham lam và toàn tính quá nhiều sẽ khiến cuộc sống chúng ta luôn mệt mỏi. Hãy dũng cảm buông bỏ những gì cần bỏ, thản nhiên đối mặt với tất cả, có như vậy bạn mới cảm thấy an nhiên, tự tại. Ba, ngang ngược. Người ngang ngược là người thường đòi hỏi, hành động tai quái, trái với lẽ thường. Họ ương bướng, ngang ngạnh làm theo ý mình bất chấp mọi lời khuyên dân của mọi người. Những người này thường luôn cho mình đúng và hay phủ nhận những quan điểm chia sẻ của người khác, khiến những người tiếp xúc với họ rất khó chịu và ức chế khi phải đối đầu. Con người nếu quá ngang ngược sẽ tự xây rào ngăn cản bản thân giao tiếp với thế giới. Như vậy, họ sẽ tự cô lập bản thân, không thể tiến bộ và phát triển được. Trong xã hội này, dù bạn giàu có đến mức nào, tài giỏi ra sao cũng đừng tự cho mình quyền tự cho mình đúng rồi chê bai người khác. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, yếu điểm của người này đôi khi sẽ là thế mạnh của người khác. Do đó, chỉ khi bạn nhận ra và vượt qua được yếu điểm của chính bản thân mình thì bạn mới có thể đạt được sự thành công trong công việc và trong cuộc sống. Theo